Xin chào cả nhà đến với công ty nhạc cụ Hồng Nhân. Hôm nay mình xin giới thiệu với cả nhà một dòng sản phẩm Piano Digital Core C40 trị giá với 7 triệu. Và hôm nay mình xin demo qua nó và giới thiệu về cái chức năng của nó. Cây Core C40 này thì giá rất là tốt tại thị trường. Mẫu mã của nó rất là đẹp. Có nắp đậy, hai pedal, thiết kế có MIDI kết nối với máy tính, có chức năng MIDI channel và tăng giảm tông. Đó, có hệ thống độ vang echo, tremolo, chorus và sử dụng hơn 10 tiếng khác nhau âm sắc. Piano, e-piano và rất nhiều tiếng khác nhau, organ nhà thờ, bộ dây và 88 phím chuẩn nha. Có lỗ phone là mình đang đưa cái đường âm thanh tín hiệu từ phone ra ngoài. Và hôm nay mình sẽ demo qua âm thanh tại showroom nhạc cụ Hồng Nhân Biên Hòa. Anh em liên hệ đặt hàng thì muốn xem trực tiếp hoặc là coi qua video để nhìn nó chân thật hơn khi anh em ở xa. Và mình có nhận ship COD toàn quốc, nhận hàng thanh toán, bảo hành 1 năm, tặng ghế kèm theo và khăn phụ phím. Và bây giờ mình sẽ demo âm thanh. Bây giờ mình xin giới thiệu cái tiếng chân thật nhất của nó là tiếng piano. Và nó còn nhiều tiếng nữa. Khi nào các bạn cần thì cứ nhắn tin qua fanpage nhạc cụ Hồng Nhân hoặc là qua số điện thoại của mình. Mình sẽ để đầy đủ thông tin và các chi nhánh liên hệ gần nhất để các bạn có thể liên hệ đặt hàng nhé. Và bây giờ mình xin chào cả nhà.